Chào mừng quý anh chị đang xem kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi, Shop Hiếu hàng Nhật Bãi giá rẻ. Video hôm nay thì sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị 7 chiếc bếp đến từ các thương hiệu khác nhau, dòng bếp cơ bản, mặt kính đa tính năng, full chức năng. Rất là nhiều bếp đang sẵn có hàng tại kho nhà em, thì mời các bác cùng đón xem nhé. Đầu tiên là chiếc bếp K1 đến từ thương hiệu bếp Zinai, dòng bếp cơ bản, dòng bếp cơ bản ạ. Thông thường những cái bếp cơ bản thì được mệnh danh là những cái chiếc nồi đồng cối đá siêu bền, sử dụng công tắc nút vặn là công tắc bật bếp này. Dòng công tắc nút vặn là công tắc bật bếp thì thân thuộc với các bà, các mẹ, với chị em phụ nữ chúng ta. Bởi vì bản thân bếp Việt cũng đang sử dụng cái dòng công tắc nút vặn này rồi. Mặt men phía trên màu đen, dễ vệ sinh, dễ lau chùi, không có bị hoen dỉ, không có bị oxy hóa. Trong quá trình các bác sử dụng thì những cái khăn cái rẻ lau những cái chiếc bếp mặt men thì nó sạch nhanh chóng và không có để lại cái vết loang lổ ở trên mặt bếp. Cái điểm mấu chốt của bếp Nhật đó là cái tính năng an toàn. Nhờ vào cái tâm cảm biến chạm đáy nồi, tâm cảm biến chạm đáy nồi đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ lửa, 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga, giúp chúng ta giải quyết được hai yếu tố. Thứ nhất là tiết kiệm ga, thứ hai là cái giải pháp chống cháy nổ, chống cháy nồi và chống cháy thức ăn hiệu quả. Thương hiệu bếp là Zinai, sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn, khay chứa pin của bếp thì nằm ở bên góc trái. Mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng, mình sử dụng trong thời gian đầu. Hết pin thì mình mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện dân dụng sẽ có nha. 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin, còn sử dụng được lâu không, do nhà mình dùng nhiều hay ít nữa. Thêm một chiếc lò nướng ở phía dưới. Vị nướng thì bằng inox này, khay nướng thì có lớp chống dính ở dưới để các bác nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng rau củ rất là tiện lợi luôn nhá. Mã số K1, chiếc này thì em bán 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành kỹ thuật chọn đời bếp luôn nhé. Qua mã tiếp theo, tiếp tục giới thiệu đến các bác mã số K2, thương hiệu bếp là Zinai, dòng bếp mặt men, cũng là một chiếc bếp mặt men, dòng bếp cơ bản, sử dụng công tắc phím nhấn để là công tắc bật bếp này, điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa, sử dụng hai bên bếp bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối, lửa rất là đẹp luôn. Đối với dòng hợp kim nhôm thế này là cực kỳ bén lửa đây. Đấy, cực kỳ bén lửa luôn, lửa xanh, tiết kiệm ga, lửa xanh, không lo đen đít nồi nha, nó đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu ga khi mà các bác sử dụng. Bên cạnh đấy thì nó còn có phím 3S trợ nhiệt hỗ trợ để các bác chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt. Ưu điểm của dòng công tắc phím nhấn D đó là có khóa an toàn ở dưới, gạt sang thì sẽ không nhấn được này. Đấy. Hai vùng nấu phía trên, một cái lò nướng ở phía dưới, khay nướng có lớp mà khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox bên trong bên ngoài sáng đẹp. Mã số K2 đến từ thương hiệu bếp Zinai. Chiếc này thì em bán 2.400.000 đồng nhé. 2.400.000 đồng, giá có bao ship rồi, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Hai chiếc bếp cơ bản là mã số K1 và mã số K2. Bác thích nốt vặn thì lấy K1, mà thích phím nhấn thì lấy K2 nhá. Những cái mẫu như thế này thì thông dụng, thông thường là các bác mua tặng cho ông bà, bố mẹ, cho những người già dùng cũng rất là tiện lợi nhá, dễ dùng, độ an toàn cao và được mệnh danh là những cái chiếc nồi đồng cối đá siêu bền. Qua mã tiếp theo là mã số K3, thương hiệu bếp Osaka, dòng bếp mặt kính mắt ếch, dòng bếp mặt kính mắt ếch đến từ thương hiệu Osaka. Những cái chiếc bếp có kiểu dáng như thế này thì được gọi là chiếc bếp mắt ếch, bởi vì cái kiểu dáng bên ngoài của nó, và đặc biệt là cái dòng như thế này là dòng họng đúc nguyên khối, dòng họng đúc nguyên khối bằng hợp kim gang ở dưới, bo lửa thì bằng hợp kim nhôm, phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên, ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp. Dòng họng đúc bằng hợp kim gang ở dưới thì lửa to, lửa xanh, lửa đẹp nhất trong tất cả những cái dòng bếp Nhật luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng những cái chiếc bếp như thế này thì mình có muốn chỉnh lửa to hơn một chút thì các bác cứ nhắn nhà em nhé. Em sẽ nhờ kỹ thuật chỉnh lửa to hơn một chút để mình dùng thoải mái. Còn nếu mà không các bác thích lửa vừa thì cứ để vậy thôi nhé. Ngoài những tính năng an toàn ra thì chiếc bếp này còn có những tính năng thông minh khác. Có cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Có chế độ hẹn giờ ngắn 3 phút, 10 phút. Có chế độ nấu cơm, có chế độ nấu cháo. Có phím 3S trợ nhiệt để tắt chế độ cảm biến chống cháy, chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt. Công tắc phím nhấn D là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa này. Đấy, dòng bếp mặt kính phía trên màu vàng sữa, màu vàng chấm bi, đấy, màu vàng chấm bi như thế này. Hơi sáng thôi các bạn, nhưng mà giống như kiểu màu vàng sữa nhưng mà không phải đâu, màu vàng cát nhá. Màu vàng cát đấy ạ. Có hẹn giờ bếp lò nướng này, khay nướng nội thất lò nướng hai tầng lửa. Hai thanh là hai tầng lửa nhá. Hẹn giờ lò nướng lên đến 15 phút và tối thiểu là 1 phút, thì trong quá trình này thì các bác hẹn bao nhiêu cũng được, cộng là tăng, giảm là trừ. Mình điều chỉnh thời gian bằng cái phím như thế này nhá. Bên trong nội thất lò nướng này
khay nướng thì có lớp chống dính, phía trên thì kiềng bằng inox, hai tầng lửa lò nướng, lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang, giúp thực phẩm của chúng ta chín đều hơn, vàng giòn ở bên ngoài, mọng nước ở bên trong, không bị khô. Trong quá trình nướng thì mình không cần phải đảo đi đảo lại nhiều lần nhé. Mã số K3, dòng bếp mặt kính mắt ếch, họng đúc nguyên khối. Chiếc này thì em bán 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng cho chiếc bếp mã số K3. Tiếp tục là mã số K4. K4 là chiếc bếp đến từ thương hiệu bếp Zinai. Dòng bếp mặt kính phun chức năng màu xanh ngọc ở phía trên. Màu xanh ngọc ở phía trên, sử dụng bo lửa bằng đồng. Phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên, ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp. Tâm cảm biến hai bên như nhau, chạm đáy nồi. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì tự động nhỏ lửa. Trên 250 độ thì tắt lửa khóa ga các bác nhé. Mặt kính thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Thành vách hai bên thì đẹp, không có cấn móc, không có bóp méo, không có dị xét ở đâu. Bếp nhà em 100% đều là hàng có độ mới cao. Vì nếu mà những chiếc nào mà kém thì nhà em sẽ lọc ra để lấy đồ, hoặc là nhà em bán cất bán xỉ. Các bác yên tâm nha, bếp lên kênh hoặc là bếp nhà em chọn cho các bác đều là những chiếc xuất sắc nhất. Ngoài tính năng an toàn thì chiếc bếp này còn có những cái tính năng thông minh. Có phím 3S chịu nhiệt này, có chế độ nấu nước số 5 phút rồi tắt, nấu nước tự động. Có cài đặt được nhiệt độ chuyên dán từ 160, 180 lên đến 200. Có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu. Cộng là tăng, giảm là trừ. Bếp nấu hẹn tối đa 90 phút, bếp lò nướng hẹn tối đa 15 phút. Hai đồng hồ riêng biệt của hai bếp khác nhau để các bác dễ dàng sử dụng và lựa chọn nha. Khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox, bên trong cũng là hai tầng lửa. Trong quá trình nướng thì mình không cần phải đảo đi đảo lại nhiều lần. Nhà bác nào mà chưa có lò nướng nhá thì mua những cái chiếc này rất là tiện luôn này. Không mất tiền, mua thêm một chiếc lò nướng riêng biệt. Không mất không gian diện tích để mình đặt vị trí cái chiếc lò nướng ấy nữa nhá. Cũng sử dụng công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp và có khay chứa pin ở bên góc trái. Cái chiếc bếp K4 thương hiệu bếp Zinai, mẫu này em bán 4 triệu đồng. 4 triệu đồng giá bao ship rồi. Bên trong bên ngoài đều đẹp xuất sắc luôn nhá. Mã số K4 ạ. Đấy, qua mã tiếp theo, giới thiệu đến các bác chiếc bếp tiếp theo là mã số K5. Mã số K5 là dòng bếp Osaka, mặt kính phun chức năng, mặt kính Scotsteran, mặt kính nhập khẩu của Đức, chịu được sốc nhiệt lên đến 200 độ C, màu giả vân đá, mặt kính màu giả vân đá nhá. Bo viền thì bằng inox 304 này, gia tăng cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ cho khuôn bếp này. Bo lửa hai bên bằng hợp kim đồng, sáng, đẹp, phía trên có nắp chắn dầu mỡ phía trên, ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp. Nếu như mà cảm biến nó bẩn quá thì bếp nó cũng không cho nấu đâu mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp em. Chiếc này thì full inox này, bo viền inox này, kiềng inox này, nắp chắn dầu mỡ cũng là bằng inox này. Đấy, đây là chiếc bếp mặt kính full inox và có những tính năng thông minh. Nấu cơm, nấu cháo, hẹn giờ bếp nấu bên phải, hẹn giờ bếp nấu bên trái. Đây, 90 phút tối đa. Bên này thì sẽ có phím 3S trợ nhiệt, có chế độ tự động nấu nước số 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động. Có cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160 lên đến 200. Bảng điều khiển thông minh của bếp điện tử, bảng điều khiển lò nướng, hai tầng lửa lò nướng nhá. Hai tầng lửa lò nướng, khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox, lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang. Khay nướng inox các bác nhá. Khay nướng inox mã số K5 Osaka, mặt kính full chức năng, bảng điều khiển điện tử full inox. Chiếc này thì em bán 4.800.000 đồng. 4.800.000 đồng là mã số K5. Dạ vâng, em có chiếc bếp tiếp theo là mã số K6. Mã số K6 là dòng bếp Zinai RTS61 màu đỏ mận, phiên bản cao cấp của nhà Zinai sau RTS65, sau Zinai mặt gãy thì đây là phiên bản cao cấp thứ hai. Mã số K6, mặt kính phía trên màu đen ánh kim tuyến này. Hai bên bếp thì sử dụng bo lửa bằng hợp kim nhôm. Dòng này thì rất là đẹp luôn, hợp kim nhôm. Phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ, kiềng bằng inox 304 nhá. Kiềng bằng inox 304 này. Đấy, mặt kính phía trên màu đen, phía dưới viền của nó thì là màu đỏ mận, rất là sang trọng. Một tông màu đen và đỏ mận nó hòa lẫn vào nhau, nó hòa trộn vào nhau, tạo nên cái bếp nó rất là hài hòa, nó rất là đặc biệt và đặc biệt là nó kiểu khá là sang trọng luôn ý. Công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp này. Bên trái thì sẽ có phím 3S trợ nhiệt, có chế độ nấu nước số 5 phút rồi tắt, nấu nước tự động. Cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Chế độ nấu cơm, nấu cháo và chế độ hẹn giờ đồng hồ của bếp nấu, cộng là tăng, giảm là trừ. Đấy, bếp này thì hẹn giờ tối đa được là 90 phút và bên này thì hẹn giờ tối đa được là 15 phút đối với lò nướng. Lò nướng cũng là hai tầng lửa. Khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox nhá. Khay inox, vỉ inox rất là đẹp luôn. Bên trong lò nướng này sáng đẹp, hàng tuyển chọn kỹ càng, lên kệ để giới thiệu đến các bác. Chiếc bếp K6
chiếc bếp K6 Zinai màu đỏ mận RT61 phiên bản kiềng inox, chiếc này em bán 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng mã số K6 ạ. Và cuối cùng là mã số K7 và cuối cùng là mã số K7, thương hiệu bếp là Zinai, dòng bếp cơ bản có tính năng an toàn. À, hai vùng nấu phía trên và một cái lò nướng ở phía dưới, trên nấu dưới nướng nhá, trên nấu dưới nướng. Bếp sử dụng mặt men phía trên màu đen, phía dưới của nó là màu nâu cà phê. Sử dụng công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ như thế này để điều chỉnh lửa. À, bo chia lửa bằng hợp kim nhôm, phía trên thì sẽ có cái phần tâm cảm biến hai bên như nhau, chạm đít nồi, kim đánh lửa màu trắng này, cảm biến thức ăn chống trào, nước trào ra vào họng bếp làm tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga. Phím nhấn đề là công tắc bật bếp, phím nhấn đề dạ quang có khóa an toàn ở dưới này, khay chứa pin ở bên góc trái, một đôi pin đại thì các bác sử dụng từ 4 đến 6 tháng nhé. Thành vách rất là đẹp luôn. À, mã số K7, chiếc này thì em bán 2.800.000 đồng, mã số K7 đến từ thương hiệu bếp Zinai. Đấy, đây là những cái chiếc bếp mà em đã giới thiệu và báo giá với quý anh chị trong ngày hôm nay. Bác nào ưng mẫu nào thì các bác kết nối với em nhé. À, ai mà ở gần Thanh Hóa thì mọi người qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì nhà em bao ship miễn phí toàn quốc, có cọc nhẹ đến đơn ạ. Cọc giúp em vài trăm làm cái niềm tin mua hàng và chi phí vận chuyển thôi. Chỗ còn lại thì mình nhận hàng, test ok thì mình thanh toán shipper là được nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã theo dõi và đón xem video của em. À, trước khi rời kênh thì các bác ủng hộ cho em một lượt like, một lượt đăng ký. Ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em nhá. À, em xin phép được tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.